đơn hàng vô gửi đi Hải Dương. Anh Phi sẽ làm một cái đơn hàng để gửi cho anh Phong ở Nguyên Bình Dương. Thì anh Phi sẽ test cái con LS222 màu xanh dương này và 3688 gạch cam 11A màu cam để gửi đi cho anh Phong. Anh Phi sẽ cố định góc máy nhanh thôi. Test cái này thì cần khá nhiều thời gian cho nên clip này nó hơi dài. Các bạn cố gắng tốt thiếu thời gian xem ha. Thì có thể các bạn xem mang tính chất giải trí cũng được, xem mang cái tính chất là tham khảo hàng để mua cũng được, và các bạn có thể xem mang tính chất là giải quyết những cái thông tin mà các bạn đang cần, chẳng hạn như với những cái xe điều khiển từ xa thì chơi như thế nào, với cái máy bay điều khiển từ xa thì chơi như thế nào. Nhưng mà xe điều khiển từ xa thì dễ rồi, bỏ dưới đất chạy thì nó rất là dễ dàng, cho nên anh Huy sẽ dành thời gian anh Huy test sau nhé. Anh Huy sẽ test nhanh hơn một chút xíu cho cái mã hàng này. Còn cái mã hàng này, máy bay điều khiển từ xa nó cần cái sự trao đổi và cái sự hướng dẫn nó hơi tỉ mỉ và chi tiết, cho nên anh Huy sẽ làm đầu tiên ha. Bây giờ anh Huy cắt cái phiếu gửi hàng này ra cái rồi xong rồi. Bây giờ thì anh Huy sẽ bắt đầu khui hàng để anh Huy test chiếc LS222 này nha các bạn. Để test con máy bay LS222 này, anh Huy sẽ cần những vật dụng như sau: một là cái kéo để anh Huy cắt cái lớp bao phía bên ngoài này, hai là cây vít để anh Huy mở những con ốc định vị phía trong này, ba là cây dao nếu cần dùng khi cần thiết, 4 là cây thước để anh Huy làm hộp. Cây thước thì để tính sau đi ha. Trước mắt thì anh Huy sẽ cần cây kéo để anh Huy cắt cái hộp này ra. Ở cửa hàng thì thường sẽ có những cái hộp này. Khi máy bay về, anh Huy sẽ tháo cái hộp bịch nhựa của nó, bịch mút á, bịch hơi á, bịch nút hơi tháo ra để anh Huy bọc cái này để chống bụi và cũng để bảo vệ cái sản phẩm luôn. Bây giờ thì anh Huy đã khui cái lớp đó ra bên ngoài rồi, thì chắc có cái kéo họ chờ đóng hộp thôi, không dùng tới. Sản phẩm này hình như cây dao cũng chưa dùng tới ha. Để mở được cái hộp sản phẩm này, các bạn dùng hai cái nút này ha, các bạn bấm và các bạn khui cái nắp này ra. Và cái nắp này có thể lấy ra ngoài được, các bạn mở hết ra như vậy các bạn có thể lấy được nó ra ngoài ha. Nó gọn nhẹ và để như vậy để trưng bày cũng rất là đẹp ha. Rồi các bạn có thể lấy cái tay điều khiển ra luôn. Rồi chiếc máy bay để lấy ra được, các bạn cần mở hai con ốc này và con ốc giữa này cũng cần mở luôn. Bởi vì sao? Bởi vì các phụ kiện nó nằm ở trong này nè, dây sạc nó nằm ở trong này. Anh Huy sẽ lấy cái dây sạc ra trước, xong sau đó anh Huy mới mở lấy máy bay để các bạn có thể thấy ha. Cái dây sạc này nhiều người về tìm hoài không thấy, tại vì nhiều khi nghĩ đây nó đóng chơi cho vui vậy thôi, chứ không nghĩ nó là một cái hộp để có thể các bạn có thể lấy ra được. Ở đây là sách hướng dẫn, các bạn có thể đọc hoặc không đọc cũng được. Các bạn xem clip này thì không cần đọc. Đây là cái không phải cái clip, và đây là cái dây sạc ha, cổng USB. Và thường đồ chơi hiện nay thì đa phần nó sẽ hỗ trợ cái cổng USB bằng cái con cốc sạc của dòng điện thoại Android nha các bạn. Anh Huy sẽ ghi cái chữ Android ở đây ha. Dòng điện thoại Android mà điển hình của nó sẽ là Samsung. Cây bút của anh Huy đâu mất tiêu rồi, thôi ngồi đi rồi, anh Huy tính tới ha. Anh Huy sẽ lấy cái dây sạc này ra luôn ha. Và trong này nó còn một cái cánh nữa các bạn, đó là cái cánh đuôi nè. Các bạn thấy không, cái cánh của cái đuôi máy bay nè ha, đây nè ha, để thay vô đây khi cần nè. Nhiều khi nó bay nó văng ra thì chúng ta thay, thì sẽ để nó qua một bên. Cáp USB này chúng ta sử dụng như thế nào thì ở đây nó có cái cổng USB, chúng ta gắm vào ha, rất là đơn giản. Ở đây thì gắm vào điện, nhưng các bạn nhỏ thì đừng có gắm nha, để phụ huynh gắm nha. Anh Huy có cái ổ điện phía sau nè, anh Huy sẽ gắm vào ha, gắm vào an toàn đó. Rồi để yên ở đó đi một chút xíu nữa, chúng ta lấy máy bay ra xong rồi chúng ta sẽ sạc cho máy bay. Anh Huy sẽ hướng dẫn các bạn cách sạc. Để lấy được máy bay ra, các bạn cần mở hai con ốc này. Ở đây nó có hai con ốc nè, các bạn mở để lấy cái miếng nhựa này lên ha, rất là dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Các bạn có thể tua nhanh vào phần này, đấy, gỡ nó ra ha, giữ nó lại chứ để hồi nó bay văng mất. Ốc thì ở với anh Huy thì không có vấn đề đâu, anh Huy chỉ sợ các bạn mất con ốc thôi, chứ anh Huy thì ốc nhiều lắm, không có vấn đề gì đâu. Anh Huy biết rồi con dao lên đường làm cái gì, để anh Huy đưa vô, anh Huy nhẹ nhàng lên nè ha. Đấy, nhưng mà cái lưỡi dao cũng không đủ dài ha. Anh Huy mượn cái thước này đi ha, đưa vô chính giữa nè các bạn, hết nó lên từ từ tại vì nó rất là khít ha. Đấy xong các bạn sẽ lấy ra được rồi, các bạn có thể thu nhanh ra phần này ha, nhưng mà tới phần này thì các bạn nên dừng lại nè ha. Anh Huy để tạm lại đây và lấy cái miếng này để ra đây. Anh Huy chưa chỉnh góc máy xuống dưới, bởi vì sao?
bởi vì anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chạy sạc. Trên con máy bay này chúng ta sẽ nhìn cơ bản xem nó có cái gì, tại sao nó được gọi là ba kênh rưỡi ha. Anh Phi sẽ nói về cái ba kênh rưỡi này chút xíu ha, các bạn có thể tua nhanh và các bạn có thể để xem để các bạn có thể hiểu là tại sao nó được gọi là ba kênh rưỡi. Ba kênh rưỡi ở đây nó sẽ là ba kênh. Phần cánh thứ nhất là một kênh điện á, điện phát ra hai kênh thứ hai và kênh thứ ba, và cái rưỡi đó là cái gyroscope các bạn. Gyroscope nó nằm ở trong này nè, để nó điều chỉnh hai cái tầng cánh này nó quay chính xác với nhau, để khi máy bay bay lên các bạn có thể tùy chỉnh là nó tự xoay một vòng, hoặc là tự xoay vòng vòng bên trái, hoặc tự xoay vòng vòng bên phải, hoặc có thể đứng yên. Tự xoay vòng vòng bên trái nó có cái tính năng là bay tới, các bạn không cần quẹo trái, nó tự xoay bên trái một chút xíu thì xoay tới tự động nó bay vòng vòng bên trái, bay tới tự động bay vòng vòng. Nó còn mắt các bạn muốn bay thẳng thì các bạn sẽ tinh chỉnh nó để các bạn có thể bay thẳng được ha. Một chút xíu nữa anh Phi sẽ chỉnh chỉ cho các bạn cái nút trimming để chỉnh cái đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần sạc. Ở ngang hông nó có chữ CHA nè, CHA nè. Cái máy của anh Phi hôm nay nó cái sau khi cập nhật cái phần mềm Samsung rồi thì cái khả năng focus của nó có vấn đề các bạn. Cái khả năng focus của nó không có tốt lắm, không có như là lúc mới mua về. Anh Phi đang xài cái Samsung A51. Anh Phi mới cập nhật phần mềm software của nó, cho nên là cái đây bây giờ nó mới focus vô được mất cả 20 giây. Đây nè, nó có cái ổ nè. Nó có cái ổ để sạc nè các bạn thấy không? Và bên này là cái công tắc nè, on off nè, off để sạc để nghỉ, on để chơi ha. Và bây giờ là nó đang vô off để nó sạc. Và bây giờ thì anh Phi sẽ mở cái dây ra. Nó hơi rườm rà một chút xíu các bạn. Nó do cái clip này mang tính chất vừa test hàng mà vừa hướng dẫn, cho nên là nó sẽ có nhiều cái thông tin cần truyền đạt ha. Đây, các bạn quay cái gù này lên nè, cái gù có cái chốt đen này, các bạn cắm vào đây. Nhẹ nhàng thôi nha. Anh Phi không có cái máy macro cho nên là ở chỗ này anh Phi rất là khó ha. Rồi cắm vào, các bạn lắc nhẹ vào. Khi mà các bạn lắc nhẹ vào rồi á, khi mà nó vào rồi, nó sạc rồi á, để coi trên này nó có tín hiệu gì hay không. Nó sẽ không có tín hiệu gì hết, mà nó sẽ có tín hiệu ở trên này. Đây ha, anh Phi sẽ chỉ cho các bạn thấy. Nó sáng đèn các bạn thấy không. Nè, đây là ngang ngón cái anh Phi nè, nó sáng đèn là nó báo là máy bay đang sạc. Và thường chúng ta sạc đầy cho con máy bay này là khoảng từ 30 cho tới 60 phút tùy cái lượng pin trong pin ở trong này. Tại pin này pin lithium poly cho nên nó cho phép các bạn sạc nhồi. Nếu các bạn mới bay mà nó khoảng sử dụng mới 50% pin á thì nó sẽ sạc lại nhanh. Còn nếu các bạn sử dụng hết 90% pin á thì nó sẽ sạc lại chậm. Tại sao anh Phi nói là 90% pin? Tại vì pin này các bạn không được phép xài cho kiệt pin. Khi mà các bạn nâng tay ga lên mà máy bay nó bay là đà mà nó không bay lên được á thì các bạn nên ngừng nha, không chơi nữa nha. Các bạn ngừng chơi, không chơi nữa khoảng 10 phút cho pin nó nguội đi rồi các bạn sạc lại. Và bây giờ trong lúc chờ sạc anh Phi sẽ vô pin cho tay điều khiển nhé. Rồi, để chuẩn bị thao tác vô pin cho tay điều khiển thì anh Phi cần ở đây là 6 viên pin với cái độ lớn là 2A ha. Anh Phi để đây. Và bây giờ thì anh Phi sẽ lấy cái nắp pin ra ha. Nó làm nó hơi bóp và chặt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để pin vào cho đúng đầu đúng cực. Nhiều khi để cho đúng đầu đúng cực rồi nó vẫn không vô pin, nhiều khi nó bị chêm cái miếng nhựa đâu ở đầu các bạn. Cho nên là các bạn nhiều khi lắp mà nó không lên được pin ở chỗ này thì chúng ta tháo ra, chúng ta lắp lại nhé. Nhưng anh Phi cũng bị nhiều lần rồi, nhiều khi cái miếng nhựa ở đây nè, cái miếng nhựa của cái viên pin đó nó còn nằm trên đầu cực, cho nên khi chúng ta lắp vào là nó bị chêm, nó không ăn pin ha. Sau khi lắp vào xong mình nên dùng tay rà nhẹ các viên pin, xoay nhẹ cái viên pin như thế này ha. Đó là một cái mẹo thôi nè, nó lên này nè, thấy không, ớt nè, on nè ha. Rồi anh ớt và anh Phi sẽ dặn con ốc ở chỗ này lại ha. Cái clip này nó hơi dài bởi vì nó mang tính chất là hướng dẫn ha. Nếu các bạn không thích ở điểm nào thì các bạn comment cho anh Phi biết, hoặc là các bạn cứ tua nhanh qua ha. Ngay cả cái việc mà gắn cái này vô nó cũng sẽ là một mất cho chúng ta một vài chục giây ha. Rồi anh Phi sẽ vặn con ống ở chỗ này lại ha. Cái tay điều khiển này ở chỗ này nó không có ngầm gài nha các bạn, cho nên là chúng ta sẽ buộc phải dặn cái tay điều khiển lại nhé, dặn lại. Con vít này các bạn có thể tìm mua ngoài tiệm điện, con vít nhỏ thôi, ba ke, đầu của nó là đầu ba ke, nói vậy là ta biết rồi, nhỏ thôi để sử dụng ở nhà cũng được. Rồi xong, sau khi lắp pin vào xong thì chúng ta sẽ phân tích tay điều khiển chút xíu. Đây là tay ga, càng đẩy lên cao máy bay sẽ càng bay lên cao.
và khi hạ cánh thì từ từ kéo xuống nha, chứ đừng kéo xuống cái rộp vậy máy bay nó rớt xuống luôn ha. Cái này là bay tới nè, cái này bay lui nè, tới quẹo trái nè, tới quẹo phải nè, hoặc là xoay trái nè, xoay phải nè ha. Còn nút này là nút trimming nè, một chút xíu anh Phi sẽ nói tới. Chỗ này kênh ABC, chúng ta sẽ dò kênh của máy bay một lần. Nếu nó A này để A bay, nếu B là B bay, C là C bay. Đó, để ở nó số A hay BC thì để là biết liền ha. Bây giờ anh Phi sẽ rút ra. Rồi, anh Phi sẽ mở on lên. On máy bay lên nhẹ nhàng thôi nha, cái công tắc của nó hơi mỏng cho nên các bạn mở nhẹ thôi. Nó sẽ chớp đèn ở đây. À, đèn nó lên rồi nè. Nhưng mà chúng ta chờ đèn ở đây lên nữa chúng ta mới bay được. Và khi để máy bay thì lúc nào cái đuôi máy bay cũng quay về hướng chúng ta. Cái đầu máy bay quay theo hướng mắt của chúng ta ha. Mở on, tay điều khiển lên. Chưa chơi liền được đâu. Đẩy tay ga lên 100% để kích hoạt tay điều khiển, kéo xuống là đèn nó mới đứng, là lúc này chúng ta mới bay được. Bây giờ anh Phi sẽ để qua chữ C, anh Phi ra. Ha, đẩy ga nhẹ lên coi nó bay không? Không bay. B. Bay không? Không bay. A. Bay không? Rồi bay. Vậy thì máy bay của các bạn thuộc hệ A. Vậy thì tay điều khiển cũng phải để ở hệ A để bay. Chúng ta đẩy ga lên khoảng 10% để chúng ta test máy bay trước. Máy bay đang có xu hướng quẹo qua bên phải khi bay. Nó xoay phải khi bay. Do cái nút này điều chỉnh nè. Bây giờ anh Phi muốn nó xoay trái thì anh Phi dặn nó về bên trái ha. Đây, không, nó xoay trái không? Anh Phi muốn nó quay bên phải thì anh Phi cho nó xoay phải, cất cánh và tự xoay phải, cất cánh và tự xoay trái. Và nút này khi về ở điểm khoảng giữa nè, đây nó có dấu mũi tên nè, về điểm khoảng giữa thì máy bay có xu hướng đứng lại. À, nếu nó không đứng lại thì chúng ta xoay ngược chiều nó chút xíu. Đây. Ha. À, nè. Anh Phi sẽ xoay sang phải chút xíu đi ha. Nè, đẩy khoảng 10% ga. À, máy bay nó sẽ xoay sang phải, thấy không? Nó xoay sang phải thì chúng ta xoay sang trái chút xíu để chúng ta chỉnh tinh chỉnh đó. Rồi nó vẫn còn xoay sang phải thì xoay sang trái chút xíu là nó sẽ đứng. Và khi đứng này là các bạn sẽ bắt đầu cất cánh được rồi ha. Cất cánh, anh Phi sẽ giữ đuôi nha. Cất cánh càng cao, cất cánh lên cao nè. Đó. À, đẩy tay ga lên nó sẽ bay lên cao nha. Rồi bây giờ này là bay tới, cánh đuôi mới quay nè, thấy không? Bay lui cánh đuôi nó mới quay nè, thấy không? Quẹo tay trái là máy bay nó sẽ quẹo bên trái, quẹo tay phải máy bay nó sẽ quẹo bên phải, ok không? Rồi tới đây là máy bay nó sẽ bay lên cao ha. Rồi hạ cánh từ từ thì máy bay sẽ xuống thấp, ok chưa? Tới đây là kể như xong về mặt thao tác cơ bản của máy bay rồi. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hộp máy bay này lại. Và chuyển qua test chiếc xe, sau đó anh Phi sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh Phong ha. Rồi, các bạn tiếp tới cái phần test xe nha các bạn nhé. Bây giờ thì anh Phi sẽ để cái máy bay vào một bên. Và bây giờ anh Phi sẽ tiếp tục test chiếc xe 3688 gạch K11A1K này nha. Đấy, dùng cái dao cắt băng keo cái rồi lấy nó ra ha. Để lấy được nó ra thì cũng dễ thôi, kéo nó ra thôi. Rồi nó nằm ở đây hai trước mặt các bạn ha. Nó gồm có một xe là một tay điều khiển và một bộ pin và bộ sạc nó nằm ở trong này. Chúng ta cần lấy nó ra thì chúng ta mới có thể test được. Giờ chúng ta gỡ máy bay, gỡ xe ra trước đi ha. Anh Phi sẽ tháo những con ốc ở phía sau này ra để lấy xe, lấy tay điều khiển và lấy pin từ ở trong này ra nha các bạn. Rồi đây các bạn, pin nó nằm trong này nè. Nhiều khi mình không để ý về, mình quăng cái hộp, mình nghĩ cái hộp này chơi cho vui thôi, nhưng mà không phải đâu. Nó ghi charger and battery, là charger là cái này nè, battery là cái này nè ha. Nhiều khi về mình không để ý là mình quăng nó mất nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho pin vào tay điều khiển. Pin vào tay điều khiển này anh Phi cho vào để anh Phi test xe thôi. Nhưng khi gửi hàng đi thì anh Phi sẽ gỡ pin ra và anh Phi sẽ để một cái bộ pin khác ha, một bộ pin khác trong cái hộp khi nãy ha. Để về các bạn gắn lại, tay trên này nó sẽ có một cái tính năng lắc quẹo. Mà khi mà để cái tay thẳng thì không sao, mà để nghiêng là nó sẽ phát ra một cái tín hiệu qua đây, nó sẽ sử dụng cái nguồn pin trong này. Cho nên với cái kinh nghiệm gửi hàng của anh Phi thì anh Phi sẽ phải gỡ ra. Nếu không gửi hàng ra tới ngoài kia có thể là bộ pin trong này nó hết rồi. Cho nên là bộ pin này về các bạn lắp lại giúp anh Phi ha. Còn bây giờ thì anh Phi chỉ lắp pin để anh Phi test xe điều khiển mà thôi. Đấy, lắp pin vô tay điều khiển thì nó dễ dàng, chứ nó không có khó gì hết. Xong, các bạn thấy không? Rồi để biết nó xài được hay không thì chúng ta sẽ phải bỏ pin vào trong xe điều khiển. Xe điều khiển thì nó sẽ có một ốc ở đây nữa. Chút xíu nữa anh Phi sẽ lắp hai ốc này lại. Bây giờ thì để pin ra ngoài. Móc hai cái móc này nè để bỏ pin vào. Pin này là pin sạc rồi.
nó giống như vậy nè các bạn, thấy không? Sạc rời. Các bạn có thể cho pin sạc rời vào hoặc là cho pin thường vào, nó cũng sẽ sử dụng được. Nếu pin sạc rời của các bạn bị mất một viên hoặc là bị hư ha. Rồi, đây anh Phi sẽ bỏ pin vào. À, trong pin sạc rời này đôi lúc nó có pin và đôi lúc nó không có pin. Thì bây giờ chúng ta có cái lượng pin trong này nè, bây giờ chúng ta lắp vào với đã. Chúng ta mở on lên, chúng ta thử tay điều khiển chúng ta mới biết được. Nè, tới nè, thấy không? Chạy lùi nè, tới nè, vậy thì trong này nó có pin sẵn rồi. Bây giờ lắc quẹo nè, thấy không? Thấy không? Cho nên hồi nãy anh mới nói là khi gửi hàng đi á, là kinh nghiệm của anh Phi là phải lấy hai viên pin này ra, cho nên hiện nay là anh Phi không có lắp cái nắp pin vô luôn nữa ha. Rồi, pin này thì không sao. Pin này thì các bạn chỉ cần ốp là được ha. Anh Phi lắp cái con ốc chỗ này lại. Đó. Anh Phi không biết chỗ khác test hàng sao chứ. Anh Phi thấy test hàng xe điều khiển từ xa mà để gửi đi tỉnh nó tỉ mỉ lắm các bạn ha. Rồi, bây giờ ốp và chúng ta có thể sử dụng được rồi ha. On nè, chạy tới, chạy lùi nè. Nè, tới, thấy không? Lùi. Khi tới thì nó sẽ có đèn nha các bạn. Tới nó có đèn trước nha. Và đóng mở cửa nè, thấy không? Đấy, đóng mở cửa nè. Thấy không nè, mở cửa ha, đóng cửa, được chưa? Khi gửi hàng đi thì anh Phi cũng sẽ cho cửa nó đóng lại. Khi cửa đóng thì thoải mái ha, mà khi cửa mở thì đừng dùng tay đè nó nha, dùng tay đè nó không được đâu, nó có cái ngàm ở trong này, cho nên các bạn sẽ đây lắc quẹo nè, thấy không? Lắc quẹo nè, cái bánh nó sẽ nhúc nhích nè, hoặc là các bạn dùng nút quẹo ở trên tay điều khiển nè, xong ha. Về cơ bản nó là như vậy ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sạc nhé. Hướng dẫn các bạn cách sạc, sau khi chạy mà hết pin các bạn sẽ off và các bạn sẽ dùng cái cục sạc này để các bạn sạc. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cắm cái cục sạc này vào ổ điện ha. Anh Phi sẽ chỉnh góc máy một chút xíu để các bạn có thể thấy. Đây, cắm vào ổ điện, các bạn vẫn phải rất cẩn thận với cái này ha. Pin điện 220 là nó rất nguy hiểm, cho nên phụ huynh nên giúp các bé cái này. Khi cắm vào nè là đèn nó sẽ sáng lên ha. Các bạn sẽ sạc trong vòng 3 tiếng và không sạc qua đêm nha. Các bạn sạc qua đêm có thể hư bộ pin này, và khi các bạn làm hư bộ pin này thì các bạn buộc phải chuyển qua xài pin này, hoặc các bạn liên lạc với Abo để mua lại bộ pin này chỉ với giá 35.000, chưa có phí gửi. Hoặc các bạn có thể truy cập trên Shopee hoặc trên Tiki hoặc trên Sen Đỏ mua lại bộ pin này cũng được, cũng có luôn ha. Rồi, bây giờ thì tới đây là xong rồi ha các bạn ha, test tới đây là xong. Và anh nhắc lại, thứ nhất là cái này phải cẩn thận, điện 220. Cái thứ hai là phải để off mới sạc được nha, off mới sạc, on nó không sạc đâu, on nó tắt đèn à, thấy không? Off mới sạc được ha, và sạc trong vòng 3 tiếng và không sạc qua đêm. Rồi xong ha. Còn nếu bộ pin này có bất kỳ vấn đề gì thì ra ngoài tiệm tạp hóa mua bộ pin này để vô là chúng ta có thể chơi được. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Abo ha.